Lý do mà con này nó hot anh chị là đây nè, anh chị thấy không, xoay gập 360 độ và là nhôm nguyên khối ha. Em cho anh chị xem đi, đây anh chị xem đi, nhôm nguyên khối cực kỳ chắc chắn luôn, cầm vô thôi là rất là sang ha, mà đến từ thương hiệu HB chứ không phải một cái thương hiệu cùi bắp nào đâu nha. HB, tất cả những cái doanh nghiệp lớn trên thế giới á, khi mà họ nghĩ đến một cái chiếc máy để cho nhân viên họ như sử dụng á, thì HB và Dell luôn là hai cái thương hiệu hàng đầu mà họ hướng đến anh chị. Lý do là nó ổn định bền vững, sau vài năm sử dụng á, thì những chiếc máy này vẫn đảm bảo được sự mượt mà ha. Đặc biệt ngoại hình của mấy em này bây giờ em Cường phải nói là nó quá cuốn luôn anh chị ơi, mà giá thành nó rẻ nữa. Đây giống như con máy này nè, 16 inch à, Ultra 5 16 năm 12 mà nó có 16 củ chính thôi. Anh chị phải nhanh tay, em nói cái điều này mà không nhanh nó cũng sẽ hết. Tới bây giờ em Cường sẽ mở ra cho anh chị xem ha. Mẫu y chang luôn anh chị, nhưng mà nó chỉ khác là 16 inch thôi. Đây, cho anh chị xem ha. Đó, new siêu, em Cường những con máy mà khui cho anh chị xem như vậy nè, em Cường sẽ giảm anh chị thêm 500 nghìn nữa. À, và chỉ có một con thôi nha, chứ mà khui nhiều con là sạc nghiệp luôn á. Đây, 16 inch anh chị, wow. Anh chị nhìn đi, một cái chiếc máy nó đẹp cỡ này nè. Đó, thiết kế là mới nhất bây giờ ha. Viền bo cạnh cầm rất là chắc tay, đầy đủ các cổng kết nối. Chỉ có 16 củ chính thôi anh chị, mà là chip Core Ultra 5 nữa, chip AI chứ không phải là chip thường nha. Đó, ôi rồi ôi, này mà anh chị không nhanh cái tay lẹ cái chân nữa thì làm sao mà còn anh chị. Đó, 16 inch sử dụng làm hình ảnh nè, hoặc là anh chị edit video ngắn à, short rồi đó, văn phòng nào kia thì em nói là nhức cái nách luôn. Đó, 16 inch tâm nhìn nó rộng, anh chị làm việc thoải mái. Đó, nhôm, đặc biệt là nhôm nha, rờ mát lạnh luôn. À, chip Intel mới nhất bây giờ rồi, mẫu là cũng mới nhất bây giờ rồi, chưa có mẫu 2025 đâu anh chị, mới có 2024 thôi. À, 16 của chính ha. À, và cái điều này thì em Cường cũng nói thiệt là hãng họ sale không có nhiều đâu, không phải mình hô hào để cho anh chị mua nha. Đó, em nói là nói sự thiệt, giống như con này mà chip Ryzen 5 hồi bữa em Cường nói á, phải nhanh không nhanh là hết đó. Bây giờ nè, mà những cái gì em Cường nói là nó đúng mới nói, chứ mình không có lên đây nói tầm bậy tầm bạ được. À, cô chú anh chị cười mình chết sao không. Rồi, 14 inch và 16 inch, giá này thì em nói là bao hời rồi đó. Anh chị mà không chọn nó nữa thì em Cường cũng tiếc giùm anh chị luôn nha. Thương hiệu có nè, mẫu mã đẹp nè, nhôm nguyên khối nè, sức mạnh có nè, đẹp 400% là nó phải thế.